Ly hôn thì sau ly hôn ai cũng buồn, ai cũng tổn thương hết. Mẹ anh cũng trách, trách là không biết giữ cái gia đình đó, thì anh cũng chỉ nghe thôi. Hai cái suy nghĩ nó không có thống nhất, hai cái nhận thức nó không có đi chung một hướng, thành ra phải đành vậy thôi, đau lòng thôi. Mà mình rơi vào cái trạng thái phải suy nghĩ nhiều, phải trầm cảm, phải lo lắng nhiều là cái chuyện anh phải trải qua, mà đó đúng là một cái trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời của mình. Đầu tiên mình cảm thấy cái khoảng thời gian đó mà sao nó khó khăn như vậy. Và Ngọc Lan anh biết rồi. Gì? đến thăm lại nhà của xoài non. Xoài non lên. Xoài non đi xem xét á. Thấy sao á? Em thấy là ở trong cái khu vực này á là nghệ sĩ ở rất là nhiều. Một nghệ sĩ rất là hiền lành, rất là dễ thương và là một cái người anh rất là thân thiết với Ngọc Lan. Thôi giờ đi đi. Đúng rồi. Ngon đi. Nào đi lẹ đi. Không biết ai nữa. Đây nhà, bên đây dạ, bên đây. Đây đúng không? Đây đúng. Đây đúng không? Anh lớn bên đây. Cái này nhà của. Sao không bấm chuông? Dạ, phòng hết anh ơi. Mở cửa ra. Đau tay lắm. Trời đất ơi. Hello anh. Trời ơi, tưởng ai không à? Đây là thu tiền điện. Đây là. Anh ơi, có ai thu tiền điện mà đẹp đẽ vậy không anh? Thôi giờ trước khi bước vô cái ngạch cửa này, anh thay mặt chương trình gõ cửa thăm nhà. Biếu em giỏ quà. Dạ. Mời vô nhà đẹp đi anh. Ủa vậy mình vô nhà. Mình vô nhà đẹp. Anh phải nói là mời. Từ đến tận trái cây. Mời vô nhà đẹp. Vô. Dạ mời anh vô. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xe tròn, ôi bé cưng. Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều, những nỗi nhớ đến anh đông đầy bình hoa pha lê tiếng, những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm lời yêu thương. Thường hay nói cùng em. Cứ cho em đêm lung linh và tình son nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao. Tặng anh chỉ cần gió ấm để anh thấy chẳng ngày cô đơn. Để anh thấy mình gần bên nhau. Để anh vững tin một tình yêu hai chúng ta. Đây. Mọi người nhìn xem nghe, bước vô nhà nhạc sĩ Nguyễn Trung là một cái điều đầu tiên mà đập vào mắt mình, đó chính là những sản phẩm của anh ấy. Ngắm nhìn đây là những cái đĩa CD. Dạ, những cái đĩa CD đầu tiên của đâu của em. Cái đĩa nào mà cổ nhất của em? Đêm Trăng Tình Yêu với nhóm GMC. Sau đó là những bài như là Vầng Trăng Khóc của anh Nhật Sinh Anh, rồi Mộng Thủy Tinh của Khánh Ngọc. Đây là cái đĩa này cổ nhất là phải không em? Đây. Dạ. Đó. Cả nhà nhìn xem, ai mà coi như là 8X, 9X là đều biết các nhân vật này trong nhóm GNC. Em rất là trân trọng những bạn ca sĩ đã từng hợp tác với mình. Nên những cái này là những cái kỷ vật của em. Trong tất cả những sản phẩm âm nhạc của Nguyễn Nhân Chung á, có lẽ là mọi người, sản phẩm nào mọi người cũng biết. Nhưng mà riêng cái sản phẩm này thì Plan rất là mê. Mà hầu như tất cả các bà mẹ nào chuẩn bị sanh con cũng đều nghe cái bài này. Và thậm chí là có rất là nhiều những cái bệnh viện đã xin cái bài này, hát này của anh để phát lên trong cái thời khắc mà đứa con chào đời. Hay lắm. Đây là hay một lắm. Sản phẩm rất là các hay. Các bác sĩ nói là khi mà nghe bài hát này á, là những người mẹ cảm thấy không có đau đớn. Không đau đớn nữa. Trời, thì âm nhạc của anh chữa lành mọi vết thương. Hey, còn cái này nữa đây, 300 bài hát thiếu nhi nha. Thường là anh Nguyễn Nhân Chung á, là anh không chỉ là viết nhạc cho người lớn mà còn đặc biệt là viết nhạc cho trẻ con. Rất là thích trẻ con. Anh cũng là một ca sĩ hát nhạc của em đúng không? Dạ đúng rồi. Bài Con Gái Nhỏ Của Ba. Đó. Con Gái Nhỏ Của Ba là anh hát trong dịp là sinh nhật của Candy.
Và còn một bài nữa là hát cho con trai của anh, đó là bài Chàng Trai Bé Nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn Trung. Hai bài thiếu nhi hay lắm. Cha mong ước con hoài, gái bé nhỏ cha sẽ là không à. Hôm nay show là mình hát clip cho nên anh Thuận không nhớ. Đó, đúng rồi. Chừng nào mình hát nhép thì anh Thuận sẽ nhớ. Thôi vậy cho mình vô chỗ mình ngồi đi. Dạ. Các anh đứng thân lại các em hát cho nha. Dạ. Nhà này thì anh ở với ai? Anh ở một mình. Dạ. Trước đây thì anh ở với lại các con. Nhưng mà khi mà dịch xong rồi á thì mẹ đón các con về, cho nên anh hiện nay anh ở một mình và cuối tuần là các con qua chơi với anh. Nhưng mà em còn một cái căn của ba mẹ ở một cái nhà nó rất là ở ngay tại trung tâm luôn. Dạ, cái đó nhà của ba mẹ. Mà tại sao em không ở đó mà em lại ở trên này? Em thích sự riêng tư, như là em cũng thích là được mọi người nhìn nhận là mình không có không có ăn ké bố mẹ. Dạo gần đây á thì em có thể cho khán giả biết rằng là em tham gia những cái chương trình gì và em có những cái sản phẩm gì trong cái thời gian gần đây? Dạ, ra là năm vừa rồi là dịch cho nên không có nhiều cái sản phẩm âm nhạc mới lắm, nhưng mà trong cái thời gian dịch á thì em có viết những cái bài hát chống dịch như là bài Ngày Mai Lại Tươi Sáng để tri ân các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, bài ca khu cách ly với bài Mong Sao Hết Dịch, là hai cái bài hát nó vui nhộn để cho thêm mọi người năng lượng tích cực. Rồi song song trong đó là có một cái album nhạc hòa tấu để trị liệu tâm hồn cho những người đang gặp trầm cảm hoặc là cô đơn trong dịch. Hay quá. Dạ. Rồi vừa hết dịch thì em lại có những cái dự án khác, như là vừa hết dịch là năm nay là kỷ niệm 20 năm sáng tác của em, thì em đang ấp ủ một cái live show trong năm nay. Hay quá. Và anh hy vọng là cho live show đó sẽ thành công và sẽ có anh hát ở trong đó nha. Đó. Nếu mà muốn live show thành công thì anh đừng hát. Không biết là hôm nay anh có mời ba mẹ qua để mà tham gia chương trình không? Không, hôm nay là cũng may mắn là tại vì hôm nay ba mẹ anh cũng qua chơi. Wow. Từ lúc mà em làm cái nhà này, có nghĩa là em làm cái nhà trước á thì mẹ em hay chê, mẹ em nói là nhà không đẹp không qua đâu. Nhưng mà làm nhà này mẹ cũng qua, lần đầu tiên mẹ cũng chê. Chỗ này nó không bằng nhà cũ. Nhưng mà mẹ qua chê tuần đầu, cái tuần sau mẹ cũng lại qua chê tiếp. Cái tuần sau nữa mẹ cũng qua chê tiếp, xong rồi mấy tuần vừa rồi không thấy chê nữa. Cái thấy hai mẹ con ngồi đây nhìn ra ngoài đường mới nói nhà này cũng được. Đó là thành cái thói quen là cuối tuần là ba mẹ qua đây chơi với em, ăn uống, nấu ăn. Trung có nói là có ba mẹ ở đây mà anh em mình vô đây sắn vô nói chuyện đúng với rồi. Trung có mình không? Mà mình hơi ồn nữa, anh ồn á. Anh ồn á. Mẹ vô đang em tâm sự. Vô. Anh không mấy giờ anh vô anh mời ba mẹ. Ok, chơi. Nên mời ba mẹ. Tụi em chào với... Dạ. Đi vô. Ồn hàng quá. Nani? Dạ, con chào cô. Dạ, con chào cô chú. Dạ. Con mời dạ. Cô ngồi. Chú ở đây ngồi nè. Rồi nhà của cô chú mà con mời quá. Dạ. Rồi, cô có... Con nghe anh Trung nói là mấy lần trước cô qua là cô chê dữ lắm. Bây giờ cô chê chỗ nào cô nói con nghe nhé. Không, mới đầu chê ở dơ, xong bây giờ sạch rồi. Là giờ hết chê hả? Rồi, cũng biết nấu. Chú lâu quá rồi con mới gặp chú nha. Đó là 7-8 năm mà. Dạ, xin giới thiệu với cả nhà. Chú là một người nhạc sĩ nổi tiếng và đồng thời cũng là một nhạc sĩ mà cho thuê không, âm nhạc đúng không? Dạ, hiếu văn không. Nghệ, một nhạc công nổi tiếng nữa. Đó. Không, làm gì quá vậy. Dạ. Tức là chú chỉ là một công ty cho thuê thiết bị âm thanh ánh sáng. Đó. Chú có thể kể sơ sơ những chương trình mà hoành tráng, chương trình mà lớn từ trước giờ chú làm chú? Những cái lớn ví dụ chú làm như là Festival Huế. Đó, dữ chưa? Hoặc là Hội Hoa Đà Lạt. Hoặc là những cái chương trình lễ hội, hoặc là những cái tổ chức sự kiện. Chú ngày xưa là anh Trung có đi làm phụ chú không chú? Có, Trung có làm nhưng mà làm khâu nào làm, chú? Bưng bê rồi bưng bê có, Trung bưng tất bê Trung cắm dây điện, lái xe tải. Lái xe tải. Ôi giỏi vậy. Lái xe tải, tháo xe khẩu. Thức đêm thức hôm. Lúc đó là bao nhiêu tuổi chú? Vậy lúc đó em đang học đại học. Lúc đó là trước khi em viết nhạc, trong thời gian em viết nhạc mà trước khi em viết nhạc luôn là em đã đi theo ba. Là cái việc đầu tiên em làm đó là đứng rọi phô lô. Thì em nhớ những cái sân khấu đầu tiên em rọi phô lô là sân khấu Định Gió Hú mà Định Gió Hú là ở Ban Hai. Anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Lam Trường, anh Minh Thuận, Nhật Hào là tối nào cũng đứng rọi đó, là một tối được 20 ngàn. Nhắc sao lưu gì mà tóc dài. Lúc đó là nhà mình là chỉ cho thuê thiết bị ánh sáng với âm thanh rồi thôi. Dạ. Về ví dụ như piano, nhạc cụ thì có không chú? Dạ, hồi đó là cũng có bán nhạc cụ, là mẹ bán. Lúc đó là cô bán đàn organ á. Dạ.
thì kêu ổng ra đờn để cho khách người ta mua. Mà đờn bài buồn hiu mà nước mắt hai hàng luôn. Ủa? Không thích. Tức là không thích. Hồi nhỏ em không có thích. Hồi lúc đó là em chỉ học mấy tháng. Cái xong rồi mẹ kêu đàn cho khách để khách mua. Cái ra đứng khóc. Cái khách lại thấy tưởng thằng này đàn cái bài cảm động quá, cái khách mua luôn. Bây giờ vậy nè, con có rất nhiều điều muốn hỏi riêng chú với cô về bạn nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung này. Chứ đây hỏi thẳng mặt ảnh bên này ngại bên kia ngùng, thế là không có hỏi được đó. Em cũng có nhiều điều muốn hỏi lén anh Trung về anh. Cho nên anh đi đi. Có nghĩa là em muốn hỏi Trung về cái năng khiếu đúng của anh. Rồi. Yên tâm đi, anh sắp ra album rồi đó nha. Bao lâu thì cô chú mới qua thăm Trung lần? Tuần nào cũng qua. Dạ. Lúc mà Trung mua nhà này nọ thì là cô với chú có phụ hoặc là cho Trung mượn tiền để mua không? Hay là nếu mà Trung mà hỏi chú là chú nói tự lo đi con. Chỉ có cô là lén lén thì cho mượn, nhưng mà hỏi chừng nào con trả nha, nói cho phải đúng hẹn nha. Đúng hẹn cho nên mai mốt mới mượn nữa được. Không cho mượn nữa nha, nhưng mà bây giờ là trả hết nợ chưa? Cũng còn thiếu một chút. Mỗi lần mà Trung gặp những cái vấn đề, ví dụ trong nghề, trong cuộc sống thì thường là Trung có hay chia sẻ Trung với chú? Trung cũng chưa chưa chia sẻ với không với, có nói liền mẹ. Đâu đến khi nào nó phải để mà, khi nào mà tới cái kết quả mà tốt hay là cái gì vui á thì mới nói. Nhiều khi cô phát hiện ra mấy cái mà nó phải chịu đựng á thì mình đau lòng thôi, chứ còn nếu mà gặp Trung á thì nó kể toàn chuyện vui không, kể chuyện thành công không à. Những cái chuyện khó khăn đó là khó khăn phải là chịu đựng hết. Nó khó thì nó cắn răng nó chịu rồi để nó tìm cách nó vượt qua, ở khi nào mà tốt đẹp á thì mới cho mình biết khoe. Mọi người có thấy là Lan là một người rất là hạnh phúc không? Bởi vì đâu phải ai cũng được ngồi nghe nhạc sĩ trình bày một cái ca khúc như thế này đâu, đúng không? Bài này bài gì vậy anh? Anh không biết nữa, anh tùy hứng nè. Lúc nào hứng anh đàn theo cái cảm xúc lúc đó thôi. Vậy hả? Anh là một người rất là cảm xúc. Em nghĩ là mọi người, nhất là những bạn fan của anh sẽ rất là tò mò và rất là muốn biết về cái cuộc sống hiện tại. Mà đặc biệt là sau khi anh ly hôn, em biết là trong cái khoảng thời gian đó thì anh rất là khó khăn về cái việc mà mình phải sắp xếp lại cái cuộc sống của mình. Thật ra là ly hôn thì sau ly hôn ai cũng buồn, ai cũng tổn thương hết. Anh cũng vậy, vợ cũ cũng vậy, con cũng vậy. Cho nên cái việc mà mình rơi vào cái trạng thái phải suy nghĩ nhiều, phải trầm cảm, phải lo lắng nhiều là cái chuyện anh phải trải qua. Mà đó đúng là cái trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời của mình. Đầu tiên mình cảm thấy cái khoảng thời gian đó mà sao nó khó khăn như vậy. Hồi trước giờ anh chưa bao giờ anh bị mất ngủ. Anh nằm xuống là anh ngủ. Ở đâu ồn anh cũng ngủ được. Nhưng mà trong cái thời gian đó anh không hiểu sao mà mình nằm xuống, mình nhắm mắt, mình rất mệt. Nhưng mà mình không thể ngủ được. Cái đầu mình nó cứ quay mà mình không muốn suy nghĩ mà nó vẫn cứ suy nghĩ. Mà không hiểu nó suy nghĩ cái gì và tại sao nó lại phải trong một cái mớ bồng bồng như vậy. Anh về nhà mẹ trước, anh về nhà mẹ cái anh ở trong phòng, anh bắt đầu anh sắp xếp lại tất cả những cái gì, như là tạo một cái thói quen mới cho mình, một cái cuộc sống mới cho mình phải làm cái gì trước để mà mình vượt qua được cái này. Rồi lúc đó mẹ anh cũng chưa biết gì nhiều. Mẹ anh cũng trách là không biết giữ cái gia đình đó, thì anh cũng chỉ nghe thôi. Nhưng mà sau đó khi mà bắt đầu anh tìm ra được cái hướng giải quyết rồi là khoảng 2-3 tháng sau, thì lúc đó anh mới chia sẻ với mẹ, mẹ mới biết được hết. Thì lúc đó là lúc mẹ buồn và mẹ bệnh, mẹ phải nhập viện suốt cả một tháng. Thì trong suốt tháng đó tối nào anh cũng vào anh ngủ với mẹ rồi nói chuyện với mẹ,
rồi anh cũng có chia sẻ với mẹ những cái suy nghĩ của anh và những cái gì mà mình cũng phải gánh chịu trong cái khoảng thời gian qua, để mà nói với mẹ là mình cũng chấp nhận cái điều đó, như cái điều mà cuộc sống thực tự nó xảy đến với mình phải chấp nhận thôi. Thường anh cũng nói với mẹ ít ra bây giờ con thấy thoải mái hơn, con đã tìm được cái hướng giải quyết cho các vấn đề đó rồi. Rồi khuyên mẹ cũng phải chấp nhận cái thực tế đó. Thì sau đó là hai mẹ con mới hiểu nhau. Thì từ cái lúc mà hiểu nhau như vậy rồi thì anh lại càng có thêm cái động lực để mà mình nâng tầm cái cuộc sống của mình lên. Thật ra anh là một người may mắn đó chứ. Bởi vì khi mà mình thất bại trong cuộc sống thì anh vẫn luôn có gia đình và cụ thể là có mẹ. Chung là một single dad, tức là một ông bố đơn thân, nên là lo cho ông bố và còn có một đứa con gái nuôi nữa. Thì con cũng hỏi cô, thì trong cái lúc mà Trung ly hôn thì lúc đó thì Trung có chia sẻ tất cả mọi chuyện với mẹ hay không? Thì cái mà Trung ly hôn chắc cũng hết nợ, hết duyên. Trung là một người sống rất là nội tâm. Đúng rồi. Và hồi nãy cô lại nói Trung lại chịu đựng nữa. Thành ra chắc chắn là sau cái vấn đề đó Trung đã phải trải qua một khoảng thời gian gần như là phải một mình gánh chịu, một mình âm thầm để giải quyết tất cả mọi chuyện, đúng không cô? Thì lúc đó đến bao lâu thì cô mới biết được mọi chuyện? Không, mấy lúc mà cô hồi xưa cô cũng đã mang máng biết rồi, mà cô nghĩ nếu mà Chung mà nói trước với cô, nói sớm á, thì có thể mình cũng có cái hướng nó tốt hơn. Nhưng mà hai cái suy nghĩ nó không có thống nhất, hai cái nhận thức nó không có đi chung một hướng, thành ra phải đành vậy thôi, thì lo cho Bu thôi, rồi tất cả là vì Bu thôi. Vì cháu. Đúng rồi. Hiện tại thì cô thấy Nguyễn Văn Trung như thế nào? Nhưng thì giờ cô cũng nói bây giờ chỉ có làm việc thôi, giờ làm việc xong rồi tích lũy, rồi muốn vui chơi, rồi muốn làm gì làm. Chú thì chú nghĩ là sau cái biến cố đó thì Trung cũng đã trưởng thành, thay đổi, chín chắn. Những cái đó thì chú cảm nhận rất là rõ. Và cái tự mãn, những cái suy nghĩ mà lúc trước kia mình nghĩ đúng á, thì bây giờ đã có cái chiều hướng là để suy nghĩ lại. Và chú cũng mong là Trung chín chắn hơn. Còn cái chuyện mà Trung có ý định mà lập gia đình nữa hay không á, thì cái đó thì chuyện đó mình cũng đúng rồi, cũng duyên thôi. Còn mình không khuyến khích mà cũng không cản trở. Mọi thứ là mình cứ để cho cái duyên nó tới thôi. Không, chờ cho Bu 18 tuổi đi rồi. Chờ cho Bu 18 tuổi, mười mấy năm nữa. Bu ra đại học đi rồi. Chờ 10 năm nữa. Sợ cái vụ mẹ ghẻ thì không có sợ, nhưng mà thì đâu có được, trời ơi, ai đụng vô cháu tôi là tôi có. Dường như là cái giai đoạn mà anh ở cùng với mẹ sau ly hôn á, thì mẹ là cái chỗ dựa tinh thần cho anh nó nhiều đến mức như thế nào, và anh nhận ra được cái điều đó nó cụ thể như thế nào? Anh nói thiệt luôn, bây giờ trên cái cuộc đời này mẹ là người quan trọng với anh nhất. Lúc mà anh buồn nhất, lúc mà anh suy sụp nhất, đúng là anh chỉ có về với mẹ thôi. Nghĩa là mẹ không nói gì nhiều với anh, mẹ cũng không làm gì nhiều, mẹ chỉ đơn giản nấu cơm cho anh ăn, thấy anh bày bừa đồ dơ gom đi giặt, và làm cho cuộc sống của anh không phải lo về những cái việc đó nữa, để cho anh hoàn toàn tâm toàn ý lo cái việc anh kiếm tiền, anh đi làm. Anh hầu như không phải lo về tất cả những việc khác, thậm chí anh đi làm có mẹ ủi đồ cho anh, và anh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Rồi đến khi nào anh cần chia sẻ thì mẹ vẫn luôn ngồi đó, mẹ nghe anh, rồi mẹ cho anh những cái lời khuyên theo cái góc nhìn của mẹ, mặc dù đôi khi anh sẽ không làm theo đâu, nhưng mà anh chỉ cần như vậy thôi, anh chỉ cần được nói ra. Thì lúc đó thực sự là mình không có ai để nói, anh không muốn chia sẻ cái điều này với ai hết. Nếu mà để nói một cái điều gì đó ở cái thời điểm hiện tại thì anh nói về anh như thế nào? Bây giờ anh đang cảm thấy anh rất là tự chủ, anh rất là chủ động, anh rất là thoải mái, rất là tự do trong tất cả mọi việc, trong cả cái việc công việc, sự nghiệp,
và cả tinh thần của mình, về thời gian của mình. Mình cũng rất là chủ động. Anh cũng giữ được những cái thói quen như bình thường là anh tập thể thao, anh đi đá banh. Những cái đó nó cũng giúp ích cho anh rất là nhiều. Với lại may mắn là anh có một cái công việc mà công việc đó là anh đam mê nữa. Và anh có thể vùi mặt anh vào cái công việc đó 24 tiếng một ngày. Có những ngày anh không ngủ tại vì anh không ngủ được. Anh phải làm, anh viết để đó cho mình. Anh viết cho người ta, anh viết cho nhãn hàng. Rồi anh cứ làm. Nếu mà nói vậy thì chẳng khác nào anh đang rất là sợ phải có một cái tình cảm mới. Ờ, đúng rồi. Sợ. Anh giống con chim sợ cành cong quá. Chứ không ai thích đâu. Thôi, bây giờ ra ăn cơm. Ok, ra ăn cơm. Mời mọi người ăn bữa ăn đạm bạc của gia đình. Dạ, đây là mới order xôi gà. Em tính hỏi ủa mình anh nấu hết á. Mì gói xào rau củ mẹ sắc nhưng mà em xào. Nhưng mà cái này là handmade đúng không? Dạ, handmade. Dạ, rau em chua lặt. Em sắc, mẹ lặt rau. Còn cái canh này là em nấu, em bỏ vô em hầm lại. Dạ, chắc con mời dạ. Chú Rồi, mời cả nhà. Dạ. Em mời hai anh. Dạ. Dạ, con xôi chú. Dạ, đây. Con xin phép con gấp cái trước nha. Nhiều, gấp cho Lan nè. Mì. Rồi, mời. Wow, ngon quá. Cả nhà mình là có thường xuyên ăn cơm quay quần như vậy không chú ơi? À, thường lên quy định với nhau là cuối tuần là họp mặt. Tại vì thường là cả tuần thì mọi người, mỗi người mỗi việc, thậm chí là như công việc của chú là đi suốt à. Dạ. Có thể bỏ trưa, có thể là không gặp nhau buổi chiều. Cho nên là cuối tuần bây giờ là cả nhà, kể cả mấy con, mấy cháu là cũng dạ. Gặp lại nhau. Hiện tại là đứa em nào của Trung thì ở chung với cô chú? Là thằng Úc hay là... Hai đứa kia là ở nước ngoài hết. Dạ, hai em đều ở nước ngoài hết. Là bây giờ là hai ông bà là ở nhà một mình vậy hả? Mình à. Cho nên trưa nào cũng về nhà em ăn cơm với mẹ. Hay quá. Ủa Trung, nhưng mà em có ý định là sẽ đi nước ngoài ở không Trung? Dạ không, em chỉ thích ở đây thôi. Tại vì công việc em ở đây, bạn bè ở đây, tất cả những cái niềm vui của em đều ở đây. Hay quá. Dạ, với lại ba mẹ em ở đây, nên em sẽ ở đây. Nhưng mà với Bu và với con gái nuôi của em thì sao? Bé Ri thì có thể 2-3 năm nữa sẽ đi nước ngoài đoàn tụ với mẹ bé Ri. Dạ. Còn Bu thì chắc sẽ ở đây học đến hết lớp 12. Rồi sau đó là có điều kiện thì con đi. Anh được biết nha, là em có một cái giai đoạn là Trung rất là khó khăn. Khó khăn về mặt tâm lý. Hình như là em đã từng bị stress đúng không? Dạ. Dạ em đã từng bị. Đó là cái giai đoạn ly hôn. Dạ. Thì cái giai đoạn đó là em ở một mình hay là em vẫn còn ở với ba mẹ? Giai đoạn đó là em ở với mẹ, em ở với ba mẹ. Ở quay về cái nhà. Dạ em quay về nhà ba mẹ. Rồi sau đó khoảng mấy tháng thì em mới quyết định là mình phải kiếm cái nhà để mình ở riêng. Lúc đó là mình cũng gần ổn rồi. Mình phải có một cái nơi để mình... Ok, đó là em cảm thấy em gần ổn. Vậy thì cô thì sao? Lúc mà cô biết là Trung bị cái vấn đề về tâm lý như vậy, thì khi mà Trung có suy nghĩ là Trung dọn ra ở riêng, chắc chắn là cô phải lo lắng chứ đúng không? Đâu có đâu. Cô á là cô sẽ nói là bất cứ cái gì là nếu mà con đã bày ra rồi thì con phải dọn. Cho nên là con phải có một cái không gian riêng để là mình sáng tác, rồi phải đối mặt để mà vượt qua. Thành ra cô nói với Trung là chừng nào khi nào con càng buồn càng ấy á thì con phải càng mạnh mẽ lên ấy. Mình phải vượt qua, phải đối mặt chứ đừng nó ngồi đó mà khóc than rồi trách hờn cả thế giới thì là người ta nhìn vô người ta còn xem thường mình thôi. Thì ngoài cái sự hậu thuẫn của gia đình ra thì nó còn có những yếu tố nào nữa không? Em nghĩ là chắc là do em được giáo dục từ nhỏ về cái suy nghĩ tích cực. Như là ngày xưa khi mà em làm phụ ba là lúc nào cũng phải có những cái suy nghĩ tích cực để đưa ra cái giải pháp hết. Do dù khó khăn mấy mình cũng phải tìm ra được cái giải pháp và lúc nào chắc chắn cũng sẽ có cái giải pháp. Đúng. Cho nên em quen với cái suy nghĩ đó và em không có muốn cứ phải mình phải trì trệ.
và tính ba em rất là nhanh. Ba em quyết cái là mình phải làm liền, lên kế hoạch là phải làm liền. Em cũng bị ảnh hưởng bởi cái tính đó và nó rất là trực diện, mình cứ nhìn thẳng vấn đề và mình giải quyết nó thôi. Mẹ ở đằng sau, mẹ có thể hỗ trợ em tất cả những cái việc lặt vặt, như là mẹ nấu cơm cho em ăn khi mẹ em đi về, mà thì mẹ pha nước kia cho em, rồi mẹ giặt đồ cho em, mẹ ủi đồ cho em. Là những cái việc đó là em kiểu như là em cảm thấy yên tâm, là sau mình luôn có cái người đứng sau lưng. Và em chỉ việc em tìm được cái công việc mà em thích và em làm với cái việc đó thôi, nên em vượt qua được nhanh. Và đó là âm nhạc. Dạ. Chúc mừng em là bởi vì em có một cái sự chăm sóc rất là tuyệt vời và rất là khác biệt. Đó chính là mẹ của em. Em cũng đúng là nhờ mẹ cho nên em mới được như ngày hôm nay. Nên tất cả những cái việc gì mà em cảm thấy khi mà mình buồn hay này kia đó, mình cũng có thể về mẹ. Có khi nhiều khi em không có nói, em không nói nhưng mà chắc mẹ hiểu. Chỉ cần mẹ đem ra dĩa cơm, mẹ nấu bữa cơm, ngồi ăn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Giờ là mẹ muốn gì cũng được. Cái điều mong muốn nhất ở chung á là với ba mẹ hiện giờ đó là gì? Em vẫn chỉ mong muốn cho ba mẹ được khỏe mạnh, còn những điều khác em có thể lo được cho ba mẹ. Hay quá. Ví dụ niềm vui em có thể mang cho mẹ. Mẹ thích mua mỹ phẩm nào, kem chống nhăn mắt gì em vẫn có thể mua được. Những cái đó làm mẹ vui được. Em sống tốt thì mẹ vui, em làm việc tốt thì mẹ vui, là những cái đó em giải quyết được. Nhưng mà sức khỏe của ba mẹ là những cái mà em không giải quyết được. Cho nên em chỉ mong cái đó thôi. Thôi giờ tôi đúng rồi, chú bây giờ Mai là còn thằng này nó ở lại. Hồi đó mình cho ba đứa đi hết, giờ chắc mình ngồi trong ngóc. Dịch bệnh gì không có cái nào hết. Mà hai đứa em ở bên đó cũng tội lắm, để nó cũng phải tự bươn chải. Nhưng mà được cái là cả ba đứa đều tự lập, không có làm phiền nhau mà ai đứa nào cũng thương mẹ. Trong số những khán giả xem chương trình này á, thì có hai bạn khán giả đặc biệt. Dạ. Đó là hai em của em. Em có điều gì muốn nói với hai em của em không? Anh Trung nhắn nhủ đến cho hai em Hoa với Đức là cứ ở bên đó cố gắng cho cuộc sống của mình thật tốt, sống thật vui. Nhất là Hoa, là tại vì Hoa là có nhiều trắc trở trong cuộc sống. Hoa cũng xa bé Ri, cho nên cứ yên tâm là bé Ri bên đây rất là tốt. Anh ba sẽ lo đầy đủ cho nó, không thiếu một thứ gì, từ tinh thần cho đến việc học hành sẽ lo đầy đủ. Và đến khi Hoa ổn định cuộc sống, có được cái nhà thì sẽ cho cái riêu đó để đoàn tụ. Còn ba má bên đây là có anh bà lo. Các em cứ yên tâm với cuộc sống của mình. Sao lại là anh ba? Em là anh hai chứ. Dạ, em là anh ba. Tại vì trước em là có một anh nhưng mất rồi. Dạ. Chắc có lẽ là trong chương trình này thì anh cũng rất là muốn nghe những cái điều mà em muốn nói với ba mẹ. Thường thì em cũng hay nhắn tin cho mẹ. Thì em hay nói với mẹ là bây giờ con ổn rồi, con cũng sẽ biết cách để lo cho cuộc sống của mình. Nên mong má là phải tự yêu bản thân mình nhiều hơn. Má đã yêu mọi người trong nhà quá nhiều rồi, má không có yêu bản thân mình. Có đồ ăn ngon má vẫn để dành. Em có mua sâm cho mẹ, mẹ để cho ba uống. Mua yến cho mẹ, mẹ để cho cháu ăn. Nên má không có yêu bản thân mình. Em cũng hay nhắn mẹ là má phải yêu bản thân má nhiều hơn. Má ít làm việc lại. Má cứ thoải mái đi đâu chơi. Má thích, má cần gì má cứ nói với con. Con làm được là con sẽ làm. Đó, bây giờ là cũng đỡ đỡ hơn rồi, cũng biết yêu bản thân mình. Cái đó là vui hơn, em vui hơn. Nhưng mà mong má là chỉ được như vậy thôi. Còn ba thì sao? Dạ, ba là hai cha con thì không có hay nói chuyện nhiều với nhau. Nhưng mà trong cái thời gian mà em buồn nhất á, là ba em có dắt em đi Mỹ chơi. Đó là một cái chuyến đi chơi mà em nhớ nhất. Là từ nhỏ đến giờ hai cha con ít đi chơi với nhau lắm, hầu như chưa có. Cho nên khi mà cái chuyến đi Mỹ đó là tận đến 14 ngày, mà suốt hết 10 ngày là hai cha con leo núi rồi. Là trên đường leo núi là cứ nói chuyện với nhau này kia. Lúc đó mới hiểu nhau nhiều hơn. Là em biết là ba em lúc nào cũng ở đằng sau lưng để mà theo dõi, để mà giúp đỡ em, nhất là trong sự nghiệp. Những live show của em thành công là luôn có dấu ấn của ba. Và cái đó là cái điều mà em rất là biết ơn ba. Với lại ba cho em một cái phong cách sống. Như là anh cũng hay thấy là em không uống bia, không uống rượu, không bài bạc, không hút thuốc. Đó là do ba em. Ba em mặc dù làm việc này mà ba em cũng không đi nhậu. Và em được lĩnh hội cái tính kỷ luật, tính nghiêm khắc đó của ba, và tính gọi là thẳng thắn đó.
Nên giờ em cảm thấy cuộc sống của em nó dễ dàng là nhờ vào những cái tính cách của bà. Chú nói gì đi chú. Biết Chung trưởng thành vậy thì bà rất là mừng. Quan trọng nhất là mình phải sống cho tốt. Mình phải sống như thế nào để mọi người thấy cái cách sống của mình là hợp lý. Mọi người phải nể mình, phải yêu thương mình, phải trân trọng mình. Cái đó là cái quan trọng nhất. Hay quá. Wow. Oh. Dễ thương quá. Mẹ là thích hoa, mẹ em thích hoa mà thích màu vàng nữa. Dạ, cho nên tặng má. Dạ, tặng má bó hoa này là để cho má lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, rạng rỡ. Vầng thái dương soi sáng đường con đi. Cô là thích chụp hình với hoa lắm. Cô có nói gì, cô có gì muốn nói với em ấy không cô? May mà có con, đời còn dễ thương. Đừng chướng được rồi. Không, bây giờ hết chướng rồi. Yeah. Cô ơi, ngoài bó hoa ra thì chương trình còn có một cái phần quà nho nhỏ dành tặng cho gia đình. Đây là cốt súp gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Một lần nữa con xin được cảm ơn cô nè, cảm ơn chú, cảm ơn anh Trung đã tham gia ghi hình để cho con với anh Thuận cũng như là khán giả có biết thêm được những cái góc khuất của anh Trung. Một người nhạc sĩ tài hoa này tuổi thơ như thế nào, vượt qua được trầm cảm như thế nào, và sắp tới thì sẽ có những cái dự án như thế nào. Và em chúc cho những cái dự án sắp tới của anh sẽ thành công và sẽ gặp được những cái ca khúc về tình cảm, hạnh phúc, happy. À, rồi cảm ơn Trung nghe. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:40 trên kênh HTV9 vào thứ Bảy hàng tuần. Bây giờ thì Quốc Thuận, Ngọc Lan và gia đình của anh Nguyễn Văn Trung xin phép được chào tạm biệt.